Rồi chào mấy em nha. Thì tiếp tục hôm nay thầy hướng dẫn các em đó là phần tiếp theo của Microsoft Excel. Thì hôm trước mình đã học xong cái phần VLOOKUP rồi. Thì hôm nay mình sẽ học tiếp theo á. Đó là cái phần mở rộng. Có nghĩa là VLOOKUP, VLOOKUP các bạn kết hợp với hàm sửa lỗi sai. Đó, hàm sửa lỗi sai mình là ở đây các bạn lưu ý nè. Mình sẽ học hàm. Đây. If kết hợp với NA. Hàm này dùng kiểm tra lỗi NA và kiểm tra cái HLOOKUP hoặc là cái VLOOKUP. Nha, HLOOKUP hoặc VLOOKUP. Đó. Sau đó bạn đóng. Đóng hàm NA ra. Được chưa? Rồi. Sau đó nó trả về cho bạn gì đây? Cái kết quả. Cái kết quả. Tùy theo đề bài người ta cho kết quả là gì. Và ngược lại chính là cái VLOOKUP, HLOOKUP. Ngược lại chính là cái VLOOKUP, HLOOKUP. Đóng hoặc hàm if lại. Trường hợp thứ hai, if các bạn kết hợp if NA, bạn kết hợp HLOOKUP, VLOOKUP, nó kiểm tra coi lỗi NA này có không, nếu có trả về kết quả. Đó, hoặc là if error. Đó. Nó đưa cái VLOOKUP, cái HLOOKUP vô nó kiểm tra. Coi coi nếu lỗi thì nó trả về kết quả. Này xong. Rồi, đối với if NA thì giải quyết lỗi NA. Nè. Lỗi NA. If kết hợp với NA cũng giải quyết lỗi NA nha. Đó, giải quyết lỗi NA. Rồi, còn nếu là if error giải quyết lỗi, tức là lỗi nào cũng nhận hết, lỗi red, lỗi value, lỗi num hoặc là lỗi na nó giải quyết luôn nha, nó giải quyết luôn. Nó thì chú ý giùm thầy, lỗi na là do cái trị dò không nằm trong bảng dò ha, nó trị dò không nằm trong bảng dò. Rồi thì bây giờ đưa cái bài tập cụ thể cho các bạn à. Hãy làm từ trường hợp đơn giản nhất nha, từ làm từ những cái trường hợp đơn giản nhất. Loại sản phẩm đây là cái này, tên loại. Loại sản phẩm thì cái này không có gì để khó, không có gì khó hết. HLOOKUP trị dò ED, ED các bạn nó là ký tự thứ 1 và thứ 2 led. B3 này ký tự trị dò xong quét bảng dò. F4 trả về dòng 2 cách dò 0, tại vì đây là chữ thì bạn sẽ ra được cái loại sản phẩm. Rồi bây giờ tới thương hiệu. Thương hiệu thì đây bạn thấy nè, có một cái là Coca, Pepsi, Fanta, hoặc là Red Bull, Rồng Đỏ, Vinamilk, Famil. Rồi, thì bây giờ giải quyết cái thương hiệu này ra sao? Bằng. Đó, bạn giải quyết cái gì đây? Ví dụ bạn giải quyết cái VLOOKUP trước nè. Rồi. Trị dò là CO. CO là ký tự thứ 3 và thứ 4, các bạn dùng mid. Trị dò. Ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ 3, lấy hai ký tự. Trị dò xong quét bảng dò. Đó, quét từ C22 đến D24. Rồi. Trả về dòng 2. Ờ, trả về cột 2. Cách dò chính xác số 0. Thì bạn sẽ ra có cái ra, có cái bị NA. Có cái ra, cái bị NA. Thì bây giờ sẽ giải quyết nó bằng cách gì đây? Đưa nó vô trong NA. Và đưa vô NA thì các bạn quan sát nè. If kết hợp NA. Đưa cái VLOOKUP nè. Nó đóng hoặc gì? NA lại. Nếu đúng cho về kết quả. Kết quả này là cái gì? Đó là số, là chuỗi, là ngày tháng, thậm chí là một cái VLOOKUP, HLOOKUP. Và bài này là gì? Là một HLOOKUP. Đó, HLOOKUP. Trị dò các bạn, cái này nó là KD. KD là ký tự thứ 3, thứ 4. Mix. B3. Lấy ký tự bắt đầu ký tự thứ 3. Lấy hai ký tự. Trị dò xong quét bảng dò. F4. Trả về dòng 2 cách dò 0. Rồi, cái này các bạn là khi điều kiện đúng. Bây giờ khi nó sai, chính là cái VLOOKUP. Đó, nó chính là cái VLOOKUP lại.
Nó bạn thấy khi đó là cái này hết lỗi nè. Được chưa? Đó. Rồi đây. Ngược lại là gì đây? Ngược lại là cái VLOOKUP. Đây. Ra đáp án cho bạn. Thì cái này các bạn thấy nào rõ ràng. Đây. Đầu tiên nó sẽ đưa cái gì? VLOOKUP vô. Nó kiểm tra. Sau đó nó gì? Đúng thì trả về HLOOKUP. Và ngược lại nếu nó sai thì nó trả về cái VLOOKUP. Rõ ràng. Còn nếu bây giờ thầy dùng if NA, if NA thì sẽ ra sao? Nó hiểu chưa? Nếu bạn dùng if NA thì cái này bạn sẽ bỏ đi một cái ngoặc ngay đây và bạn bỏ đi cái đối số thứ ba, đây có hai đối số thôi. Nó đây, tức là gì đây? Nó sẽ kiểm tra cái VLOOKUP này có lỗi không? Nếu có lỗi thì bạn trả về gì? Kết quả nó HLOOKUP vậy thôi. Tương tự như vậy, nếu thầy dùng if error thì nó y chang như if NA thôi. Được chưa? Y chang như if NA thôi các bạn. Này. Nó đưa cái gì? Đưa cái VLOOKUP cấp vô nó kiểm tra, HLOOKUP cấp vô kiểm tra. Còn bị lỗi không? Lỗi trả về kết quả. Kết quả phụ thuộc vào đề bài người ta cho. Còn này if NA gì vậy? Bạn đưa cái VLOOKUP cấp HLOOKUP cấp vô kiểm tra. Nếu nó lỗi trả về kết quả phụ thuộc vào đề bài. Ngược lại là cái VLOOKUP cấp HLOOKUP cấp. Hết. Đó là cách mà dùng hàm if kết hợp với NA, if NA, if error. Rồi, rồi các bạn sửa vô giùm thầy. Rồi bây giờ tiếp tục nào. Tên sản phẩm thật ra là ghép giữa hàng này lại với nhau thôi. Bằng nước tăng lực. Ghép nối với một cái khoảng trắng. Hoặc là gạch nối với tùy bạn. Với thương hiệu thì bạn sẽ ra được cái gì? Bạn sẽ ra được cái tên thương hiệu đầy đủ. Rồi ở đây các bạn lưu ý nè. Tiếp theo là cái chỗ này nè. Cái tên sản phẩm như nãy thầy nói là thật ra ghép giữa hai ô lại với nhau. Được chưa? Ghép hai ô lại với nhau thì bạn được xét cái tên. Đó. Và cái tên này ở giữa này bạn muốn nói bằng dấu gạch cũng được. Hoặc là bạn dùng khoảng trắng thôi cũng được nha. Mà dùng khoảng trắng thôi cũng được. Tùy theo. Đó, tùy theo bạn muốn làm cái nào. Còn nếu đời người ta cho mẫu thì bạn vui lòng thực hiện theo mẫu. Rồi. Bây giờ cái đơn giản này hơi phức tạp nha. Đơn giản này hơi phức tạp. Đó. Đây. Cái lon thùng nè. Tức là bài này các bạn phải kết hợp. Kết hợp nha. Rồi. Bây giờ kết hợp ra sao? Đây đây các em quan sát giùm thầy nha, các em quan sát giùm thầy. Rồi, thì đầu tiên là mình giải quyết trước cái bảng này là VLOOKUP. Rồi, trị dò nó là STR là ký tự thứ ba thứ tư, mid. Ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ ba lấy hai ký tự ha. Trị dò xong quét bảng dò. Đó, các bạn quét gì đây từ C22 đến F24, từ C22 đến F24 rồi if nếu. Bây giờ lon thùng là ký tự thứ năm, mid. Ký tự thứ năm một ký tự, nếu nó bằng T. Bằng T thì các bạn thấy là thùng, thùng thì nằm ở cột 4. Được chưa? Ngược lại là cột 3. Rồi, đóng hàm if rồi, cách dò bạn là không, lý do đây là chữ enter. Thì bạn có cái bạn có đáp án và cái không đáp án thì bây giờ thầy sẽ đưa vô if kết hợp với is nè. Nó đưa nguyên cái VLOOKUP nè các em, nó đưa nguyên cái VLOOKUP nè, thầy copy nguyên cái VLOOKUP nè. Nó đóng hàm ISA lại. Nếu đúng thì trả về cái gì? Trả về đây các bạn, trả về các bạn HLOOKUP. Trị dò là mid B3. Lấy ký tự thứ ba lấy hai ký tự. Trị dò xong quét bảng dò ha, quét bảng dò. Từ OD 29 đến G32. Rồi if nếu. Nếu ký tự thứ năm mid của B3 thứ năm một ký tự mà nó bằng chữ L đi. L thì bạn trả về dòng mấy đây? L thì dòng 3. Ngược lại là dòng 4. Rồi đóng hàm if cách dò không, đóng hàm HLOOKUP. Rồi. Ngược lại. Khi mà cái gì? Khi điều kiện nó sai tức là nó không bị lỗi NA.
thì không bị lỗi này thì trả về cái VLOOKUP phía trước. Enter. Nó đâu ra là mình chỉ copy thôi các em. Mình chỉ copy thôi, viết con cái rồi copy thôi. Nè thấy không? Đây. Thầy tách nó ra làm 3 nha. Nó cái H lookup nè. Rồi đây là đối số thứ hai nè. Rồi đây là đối số thứ ba nè. Cái này là một câu nha, cái này là một câu nha. Đây là một câu nha. Rồi. Tương tự vậy nếu bây giờ thầy dùng cái gì? If NA. Thì gì? Cái này thì bỏ bớt một cái ngoặc ngay đây. Rồi và phía đó là cái gì? Kết thúc hàm. Enter. Đó. Tức là cái này á, các bạn sẽ bỏ đi cái đối số thứ nó bạn bỏ đi cái đối số thứ ba so với hàm ở trên nó, tại vì hàm if này có hai đối số thôi, được chưa, chỉ có hai đối số thôi. Đây hai cái này là một một câu nha, nó còn nếu if rồi thì cũng tương tự như các bạn, nó đổi thành if rồi thôi chứ chả có cái gì khó khăn hết á. Nó kết quả như nhau nha. Nó và đây là cách dùng với hàm if error. Được chưa? Đó, if kết hợp với NA thì có 3 đối số, if NA 2, if error thì nó có 2 đối số. Được chưa? Thì mấu chốt đơn giản các bạn cứ viết các lúc cấp đơn giản. Rồi sau đó từ từ gắn vô, thao tác lại 7 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy. Rồi bây giờ tiếp tục đề số 2 trong phần mở rộng. Được chưa? Thì bài này là những cái bài mà hôm trước đã làm rồi, đã làm rồi rồi đó. Còn bài này thầy cắt bớt để xảy ra lỗi, thầy cắt bớt dữ liệu để xảy ra lỗi để mình giải quyết cái lỗi đó thôi chứ không có gì khó khăn hết. Khách hàng là cái này đó, này không có lỗi gì hết, tự giải quyết. Tên Sơn, đây tên Sơn là cái này, nhưng mà người ta nói rằng là gì các bạn, nếu gì đây, đâu rồi, à rồi cái này còn thiếu, ghi thiếu đời rồi. Nó nếu như nó xảy ra lỗi thì sẽ trả về không thương hiệu nhá. Nó tức là tên Sơn này các bạn nè, nếu như xảy ra lỗi thì trả về không thương hiệu. Đây đó, tên Sơn các bạn ở đây các bạn, nó là gì đây, là VLOOKUP trị dò chữ B, chữ T, chữ G, B, T, G, đó là ký tự thứ nhất. Các bạn dùng led một ký tự trị dò xong quét bảng dò. Các bạn quét từ A20 đến B22 trả về cột 2 cách dò 0, enter. Thì sẽ có những cái có đáp án và những cái nó bị NA. Và với NA thì người ta nói rằng nếu như các bạn dùng hàm ES if kết hợp với ES NA, if kết hợp với ES NA nó kiểm tra cái tên Sơn này nè các bạn. Ở cái VLOOKUP của các bạn nè, đóng ngoặc lại. Nếu nó xảy ra lỗi thì trả về chữ không thương hiệu. Và ngược lại nó chính là cái VLOOKUP hết, nó chả có gì nó khó khăn hết. Được chưa? Đây là if kết hợp với ES nè, đây là if kết hợp với ES nè nha. Đây rồi, còn nếu như mà if kết hợp với anh if anh a, if anh a, if anh a thì các bạn gì, bỏ bớt một ngoặc ở đây tại nó không có đóng ngoặc ý anh a, và bạn chỉ cần đóng ngoặc thêm một ngoặc câu không thương hiệu là xong. Đó, rất là dễ ha. Đây là if anh a. Còn nếu bạn dùng if error thì nó chỉ đổi thành if error thôi, chỉ đổi thành chữ if error thôi. Còn đối số thì y chang như hàm if nè. Rồi thể tích, rồi thể tích là số lượng đơn giá, đơn giá là cái này, là bảng thể tích, bảng đơn giá này đó. Rồi bây giờ bảng đơn giá, rồi nếu bài này bạn nào dùng HLOOKUP á, lưu cấp á, thì nó sẽ không xảy ra lỗi nha, nó không xảy ra lỗi. Hoặc bạn giải quyết cái if trước,
Nó tùy thuộc vào cái đề bài người ta cho nha. Ở đây các bạn thấy nè, ở đây người ta nói sao các bạn, ở đây người ta nói nếu xảy ra lỗi đơn giá mặc định là 123, là 123 ngàn, là 123 ngàn nếu xảy ra lỗi đó. Nếu xảy ra lỗi thì nó là 123 ngàn. Rồi thì bây giờ sao đây? Thì đây các bạn thấy bảng đơn giá này các bạn sẽ dùng gì đây? Nếu bạn dùng hóa cấp, nếu bạn dùng hóa cấp nha, thì nó sẽ không có xảy ra lỗi, tại vì bạn chỉ trả về cái này, cái trường hợp dòng số 4 này thôi là hết rồi, nó không thấy được lỗi. Do nên bài này bạn sẽ dùng VLOOKUP thì bạn sẽ thấy lỗi rõ hơn. Thể tích thì làm nhanh cái thể tích nha, thể tích thùng nó là ký tự thứ hai thứ ba, value right, value mid hai ký tự. Rồi thầy làm nhanh cái thể tích để thầy ra cái đơn giá. Đơn giá nãy thầy nói bài này các bạn dùng VLOOKUP bạn mới sẽ ra lỗi. VLOOKUP trị dò từ ký tự bên trái, led một ký tự, bảng dò, bảng dò từ A20 đến F22. Rồi nếu cái thể tích này bằng 3 thì trả về cục 4. Ủa, trả về cục 3 luôn. Đây cục 1, cục 2, đây là cục 3. Nếu nó là cục 3 thì trả về cục 3. Nếu cái thể tích này nó bằng gì đây? Bằng 5 thì trả về cục 4. Nếu cái thể tích này nó bằng 10 trở về cục 5, còn là cục 6. 1F, 2F, 3F cách dò không thì nó sẽ có những cái bị lỗi. Đây, bị lỗi này. Rồi bây giờ nếu người ta nói bị lỗi thì trả về 123 ngàn. Đó, đây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là như vậy nè mấy em. If nếu is nè, nó kiểm tra nguyên cái VLOOKUP này lỗi thì trả về 123 ngàn. Ngược lại copy cái VLOOKUP đem qua chứ đừng có ngồi dại dột mà ngồi đánh lại. Nếu nó lỗi người ta yêu cầu lỗi thì trả về 123 ngàn. Rồi còn nếu bây giờ kết hợp với if kết hợp với na, rồi bây giờ mình kiếp if bên na, if bên na thì ở đây các bạn bỏ bước một ngoặc này đó, giờ đóng ngoặc ngay chỗ này là xong, không có gì khó hết mấy em. Rồi còn if error thì thay dùng if bên na thì đổi qua if error nha. Thay dùng if na thì bây giờ bạn đổi qua if error nó đây, if error. Cách dùng if error nó giống y chang như if na, chỉ có khác là về if error giải quyết lỗi, còn if na chỉ giải quyết lỗi na thôi, nó chỉ một lỗi thôi, còn if error thì giải quyết nhiều lỗi. Rồi các bạn sửa giùm thầy đó, cái câu này là câu cho cái chỗ thương hiệu và này là câu đơn giá. Rồi còn mấy kia thì các bạn tự về nhà làm. Ở đây thì chủ yếu là hướng dẫn các bạn cách giải quyết nếu nó xảy ra lỗi hết. Rồi bây giờ là mình sẽ học cái phần cuối cùng của Microsoft Excel, đó là thống kê và rút chích. Thì đối với thống kê á, thì các bạn mình sẽ quan tâm với một số hàm như sau. Thứ nhất là hàm đếm, hàm count. Hàm này đếm ô chứa số. Count A là đếm ô chứa dữ liệu. Count if là đếm theo một điều kiện. Count if else là đếm theo một hoặc nhiều điều kiện đồng thời xảy ra. Nhớ phải đồng thời xảy ra. Rồi, count blank là đếm số ô trống.
không chứa dữ liệu. Rồi, hàm sum này tính tổng bình thường ha. Sum if là tính tổng theo một điều kiện. Sum if else là tính tổng theo một hoặc nhiều điều kiện đồng thời xảy ra. Và sum product thì bữa trước mình học rồi. Đó là hàm tổng tích ha. Tổng tích rồi. Thì đối với thống kê thì mình chú ý dùm thầy những cái hàm này. Chú ý dùm thầy những hàm này. Rồi ghi chú cái thằng như vậy. Rồi thì bây giờ thầy mời các bạn vô bài tập cụ thể. Thí dụ như bài này là tổng doanh thu. Thì bây giờ thầy dùng điếm có một điều kiện ha. Ở tính tổng một điều kiện là sum if. Sum range là range, đầu tiên là range là vùng điều kiện. Điều kiện mà là chữ Bắc, chữ Trung, chữ Nam thì mình kiếm ở bình đẳng chính. Nó cái cột nào chứa chữ Bắc, chữ Trung, chữ Nam gọi là vùng điều kiện. Từ A2 các bạn quét đến A37, điều kiện chọn ô này. Các bạn có thể khóa dòng để công thức đi ngang và khóa cột để công thức đi xuống. Nhấn F4 chừng nào đô la đặt trước chữ người ta gọi là khóa cột. Đô la đặt trước chữ gọi là khóa cột, mà đô la đặt trước số gọi là khóa dòng. Rồi. Khóa cột công thức chạy xuống, khóa dòng công thức chạy ngang. Rồi sum range là vùng tính tổng, quét cột doanh thu từ C2. Đó, các bạn quét đến C37. Được chưa? Đây các bạn bạn dùng sum if. Rồi bây giờ nếu như bây giờ thầy dùng thay vì sum if, bây giờ thầy sẽ dùng sum if else. Các bạn thấy cái kết quả nó cũng không thay đổi. Sum if else. Nhưng mà cái gì cái đối số nó là khác đó, khác chút xíu. Đầu tiên nó là sum range là vùng tính tổng trước đó, tức là đem cái cột tính tổng ra trước đó, từ C2 đến C37. Rồi vùng điều kiện 1 từ A2 đến A37. Rồi điều kiện 1, rồi tiếp tục vùng điều kiện 2. Điều kiện 2 nếu có, kết quả hoàn toàn giống nhau. Do đó là cách dùng của sum if và sum if else. À, sum if và sum if else. Nó chỉ khác gì? Sum if else là đem cột tính tổng ra trước. Sum if là cái cột tính tổng nằm phía sau. Rồi bây giờ count. Có điều kiện thì dùng đó là count if. Range là vùng điều kiện từ A2 đến A37. Điều kiện F5. Khóa cột công thức đi xuống. Đây là các bạn dùng khao if nha. Còn bây giờ nếu thầy dùng khao if else thì các em thấy nè, nó sẽ giống y chang như dùng khao if thôi, chỉ nó có thêm chữ else thôi, là vùng điều kiện 1. Rồi tới điều kiện 1 nó, rồi vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Kết quả hoàn toàn giống nhau. Đó là cách mà các bạn làm ha. Nhớ sum if là vùng điều kiện vùng tính tổng. Nhưng mà sum if else là vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Khao if là vùng điều kiện, khao if else là vùng điều kiện 1, vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Rồi thao tác lại 10 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy. Rồi bây giờ câu số 2 nè các em. Người ta yêu cầu bạn thống kê nè, có hai điều kiện nè và thống kê dạng bảng nè. Cái dạng này các bạn đi thi các bạn gặp rất là nhiều nha. Nó thống kê hai điều kiện nè. Được chưa? Rồi, thì này yêu cầu tổng thành tiền thì các bạn sum if else thì có hai điều kiện. Nha. Rồi, sum range là vùng tính tổng thành tiền các bạn quét từ cột H2 đến H8. Rồi, vùng điều kiện 1 bạn muốn làm trà cà phê trước cũng được, xuất nhập trước cũng được, cái nào trước cũng được, giả sử thì làm trà cà phê D2 đến D8, từ D2 đến D8. Rồi điều kiện của thầy đó là cái gì? Là F15, các bạn khóa cột công thức các bạn đi xuống, nãy thầy có nói rồi, khóa cột công thức chạy xuống, khóa dòng công thức chạy ngang. Rồi vùng điều kiện 2 là xuất nhập, các bạn quét cột A2 đến A9, A8, từ A2 đến A8. Rồi điều kiện các bạn nó là gì đây, là G14 ha, các bạn khóa dòng công thức các bạn đi qua tay phải Enter, và sau đó bạn chỉ cần kéo qua phải nè, rồi bạn kéo xuống nè, chứ không ngồi đó, bạn tính từng ô nha. Được chưa? Đây là cách làm. Rồi, tiếp theo thầy hướng dẫn các bạn là phần rút kích dữ liệu nha.
rút kích dữ liệu, lọc dữ liệu. Giờ hướng dẫn luôn nha. Rồi thì ở đây các em lưu ý giùm thầy, mình sẽ có 3 trường hợp nha. Đó, đối với rút kích dữ liệu thì có 3 trường hợp. Trường hợp số 1 á, đó là lọc tự động hoặc dùng cái phễu. Rồi số 2 là lọc có điều kiện nha. Số 2 là lọc có điều kiện. Và số 3 là trích hoặc là trích lọc hoặc là từ rút trích có điều kiện nha. Đây mình 3 trường hợp. Nó rút trích có điều kiện. Rồi, thì bây giờ đối với lọc tự động nè, thì các bạn quét tròn hết giùm thầy cái bảng nha. Quét hết cái bảng cái tiêu đề. Quét hết cái bảng cái tiêu đề. Các bạn vô data. Vô data, các bạn chọn cái filter nè. Các bạn chọn cái phễu nè. Rồi, sau đó người ta yêu cầu gì thì làm theo. Ví dụ người ta yêu cầu bạn là xuất thì bạn chỉ chọn xuất thôi. Nhập bạn không chết. Rồi người ta yêu cầu trà thì bạn giữ trà lại, nào không phải trà bạn không chết. Ok, chỉ có vậy thôi. Sau đó muốn xóa đi thì bạn tắt cái field này đi. Là hết. Cái đó trường hợp đó là lọc tự động, gọi là dùng cái phễu. Rồi, trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là yêu cầu bạn á là lọc hoặc là trích nhưng mà có điều kiện. Thì điều kiện thì đây thầy đưa làm hai trường hợp nha. Hai trường hợp là cách viết cũ. Cách viết điều kiện cũ. Cách viết điều kiện cũ là sau đây. Rồi, ở đây người ta yêu cầu tên hàng là trà. Đó, tên hàng trà. Và tháng 10 thì ngày này thầy cần viết hai ô. Hai cái. Rồi, ở đây là gì? Lớn hơn hoặc bằng 2000 mấy đây. 2021. Rồi, tháng 10 ngày 1 và nhỏ hơn bằng 2021 tháng 10 ngày 31. Đó, tức là cách viết là gì? Cái ngày thay vì tháng 10. À, tháng 10 thì bạn dùng hầm manh rồi cái đó, nhưng mà do viết theo cách cũ nè. Cách cũ. Được chưa? Đó, nên mà phải ghi như vậy nè bạn. Đó. Hai lớn hơn ngày 1 tháng 10 và nhỏ hơn ngày 31 tháng 10. Rồi, điều kiện tiếp theo các bạn copy tiêu đề đó, tên. Tên là trà ha. Đây, tên trà. Nhớ viết liền, viết ngang nè, người ta gọi là hàm hèn. Nhưng mà nếu nó xuống dưới này, nó nằm sệt xuống dưới thì nó gọi là o. Đây là cách viết theo kiện cũ. Rồi cách viết mà theo thầy khuyến khích các bạn cách viết mới bây giờ. Khuyến khích nè, cách khuyến khích. Đó, cách khuyến khích giống như bạn đang viết hàm if thôi. Nó cách mà thầy khuyến khích các bạn làm giống như bạn đang làm if thôi. Rồi, đây. Bằng if and điều kiện đây là trà tháng 10. Tên nè. Đó, bằng trà. Và tháng thì các bạn dùng hàm manh. Nó bằng 10. Đóng hàm mềm lại. Rồi sau đó bỏ hàm if đi. Đó, tức là bạn viết giống như viết điều kiện so sánh hàm if á, bạn đang viết cái này. Đó là giống như điều kiện so sánh của hàm if. Và kết quả là true hay false cũng được. Thực ra nó chỉ xét cái ô đầu tiên thôi. Nó chỉ xét cái ô đầu tiên thôi. Nên nó true hay false đều được nha. Đó. Nó chỉ xét ô đầu tiên thôi nên true hay false đều được hết nha các bạn. True hay false đều được. Thực ra đây là cách viết điều kiện nha. Cách viết điều kiện, cách viết cũ và cách viết mới bây giờ. Thì học hết cả hai. Nhưng mà vô thi thì nhớ nào làm đó. Nhưng mà khuyến khích các bạn là viết theo cách số 2. Rồi làm xong bây giờ thầy thao tác nè. Data Advanced. Data Advanced trong cái thẻ là sort and filter. Rồi, nếu đề bài yêu cầu lọc, chọn chấm số 1. Đề bài yêu cầu trích, trích lọc, rút trích, chấm số 2. Nhắc lại, đề bài yêu cầu lọc thôi thì bạn chọn chấm số 1. Bây giờ thầy làm lọc trước cho bạn coi. Đó, lọc. Rồi, list range bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu, kể cả tiêu đề. Rồi, điều kiện bây giờ thầy làm theo cách cũ trước. Thầy quét hết 6 ô. Đó, làm theo cách cũ thầy quét hết 6 ô nè. Ok. Thì còn hai đáp án thôi. Đó, còn hai đáp án thôi. Bây giờ muốn bỏ thì bạn vô trong thẻ data. Đó, có chữ clear nè. Bạn chọn clear trong đây nha. Bạn chọn clear ở đây nè. Rồi. Rồi sau đó bây giờ data nè. Advanced.
Đó, rồi bây giờ thầy sẽ làm ở cái viết điều kiện số 2. List bảng dữ liệu, bạn yêu cầu lọc nha. List bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Đó. Rồi, nhưng mà ở đây các bạn lưu ý nè. Lưu ý nè. Và khi lập điều kiện này nó sẽ cần hai ô. Ô thứ nhất là đại diện cho tiêu đề, nó không giống bất kỳ tiêu đề nào có sẵn nha. Ô thứ nhất là đại diện cho tiêu đề. Đại diện cho tiêu đề nó không giống bất kỳ tiêu đề nào sẵn hết. Đó, số thứ, cái ô thứ hai á, nó là chính là cái hàm mà các bạn viết kết hợp hàm NO lại với cái hàm khác để so sánh lớn bé thôi chứ không có gì hết. Rồi sau khi lập điều kiện được cái xong thì data advanced nè, bạn yêu cầu lọc trước nè, nên field list. List bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện cái này quét hai ô bằng lập ra. Quét hai ô bằng lập ra. Ok. Đây, kết quả như nhau nha. Rồi yêu cầu trích data advanced, để vào yêu cầu trích thì chọn copy show. List rank bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Rồi điều kiện quét 6 ô, làm theo cách cũ thì quét 6 ô nè. Rồi, vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống, bên tay phải phía dưới trống. Rồi, data advanced bây giờ thầy làm theo cách số 2. Discover to list bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề từ ô A1 đến ô H8. Rồi điều kiện quét hai ô lập ra, chỉ quét hai ô bằng lập ra. Ở đây của thầy nó là G24 và 25. Vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok, thì bạn thấy hai kết quả hoàn toàn giống nhau. Thì đây là phần rút chích dữ liệu nha. Đây phần rút chích dữ liệu, các bạn thao tác lại khoảng 10 lần, 10 đến 15 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy để quen. Nhớ phải ghi rõ các trường hợp này nha, thao tác khoảng 10 đến 15 lần cho quen. Rồi bây giờ câu số 3. Người ta yêu cầu bạn dùng các hàm đếm. Được chưa? Rồi. Hàm đếm đã đặt chỗ tức ô chứa dữ liệu. Và chứa dữ liệu thì nãy thầy nói các bạn là dùng count A. Được chưa? Rồi quét cái vùng đó thôi. Nó quét cái vùng F4. Cái vùng này nó là gì đây? Là từ C3 đến U15. 136 chỗ đã được đặt. Rồi còn trống thì nãy thầy nói thì các bạn dùng hàm trống thôi, Kaplan. Nó từ C3 đến U15. F4. Rồi. Số lượng nam, nam thì người ta yêu cầu bạn nói gì là M và nữ là F ha. Nó thì đếm có điều kiện thì bạn dùng đó là count if ha. Count if. Cái vùng các bạn là từ C3 đến U15. Rồi, điều kiện các bạn nam các bạn là chữ M. Nó F4 ngay chỗ này. Rồi nữ thì các bạn cũng y chang vậy, các bạn cũng dùng khâu if nhưng mà nữ thì bạn điều kiện bằng là chữ F. Rồi xong. Rồi sửa và ghi chú từng hàm này vô dùm thầy. Sửa và ghi chú ý nghĩa từng hàm vô dùm thầy. Khoảng 3 đến 4 lần cho máy tính cá nhân. Rồi bây giờ nè. Tiếp theo á, là thống kê có điều kiện nè. Ở đây câu này rất là vui nha, câu này rất là vui. Bạn cẩn thận giùm thầy. Số chương trình có mã phương tiện này. Đếm các bạn dùng đó là count if tại nó có điều kiện. Rồi vùng điều kiện F4 điều kiện chữ A, chữ Y, chữ R. Hết. Rồi. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, số khách hàng sử dụng, tức là tổng số khách hàng các bạn dùng sum if. Range là vùng điều kiện, mã chương trình, mã phương tiện. Điều kiện chữ A, chữ Y, chữ R. Vùng tính tổng là số người. Số người F4. Enter. Rồi, còn câu này rất là hay nha. Bình quân phải trả của khách hàng sử dụng phương tiện. Bài này nhiều bạn sai nè. Bài này các bạn dùng sum if nè.
bạn nào dùng Aperif là bạn sai nha. Tại sao dùng Smith? Các bạn quan sát nè. Range là vùng điều kiện. F4. Điều kiện là chữ A, chữ R. Vùng tính tổng là bạn ra từ tổng thành tiền theo điều kiện. Rồi bạn chia cho tổng số người sử dụng cái phương tiện đó. Nó tổng số người sử dụng cái phương tiện đó. Giờ vùng điều kiện. Điều kiện chữ A, chữ R và vùng tính tổng. Nó tại vì ở đây các bạn lưu ý nè, nó khác nhau nha. Ở đây gì? Số lượng người nó đâu có đều nhau đâu. Nó có gì? Phương tiện bạn đi TR nè. Nó là có cái là 5, nhưng mà có cái lại là 4. Chưa? Có cái là 10. Chưa? Đây, T T ở bài này là I A I R là 10 nè. Và một cái nữa là gì? Là 4. Đó là 14, tổng cộng là 14 người. Đó mà bạn gì? Bạn chia làm 2 là trung bình, chia làm 2 là bạn sai nha. Phải chia 14. Mới ra. Rồi. Lưu ý trường hợp nữa, ở đây trường hợp mà người ta không không có cho bạn cái cột mã phương tiện này. Người ta không cho mã phương tiện này. Đó thì bạn nhớ giùm thầy, dấu sao là đại diện cho một chuỗi ký tự. Dấu hỏi là đại diện cho một ký tự. Ghép chuỗi dùng dấu và. Đó, ghép chuỗi thì bạn dùng dấu và này. Rồi, thì đối với trường hợp đó thì ở đây các bạn làm như sau. Bằng SUMIF. Vùng điều kiện quét cái mã chương trình từ B4 đến B8. Rồi, bây giờ chữ A chữ IR các bạn nằm bên tay phải. Vậy mình sẽ gì? Bên tay trái thì bạn có thể dùng dấu sao nhiều ký tự. Rồi sau đó ghép nối chữ A chữ Y chữ R. Rồi vùng tính tổng. Nó thí dụ còn đếm thì các bạn đổ vào khao ép. Rồi Enter. Đáp án như nhau nhé. Đáp án như nhau. Rồi, hoặc là thay vì bạn dùng gì đây? Một dấu sao thì bạn có thể dùng 1, 2, 3, khoảng trắng là 4, dấu gạch là 5, khoảng trắng nữa là 6, số 0, số 6, 8 dấu hỏi. 8 dấu hỏi, tại vì chữ hỏi là 3, khoảng trắng nữa là 4, dấu gạch là 5, khoảng trắng nữa là 6, 0, 5 nữa là 8. Được chưa? Tức là thay vì dùng một dấu hỏi, dùng một dấu sao thì bạn dùng 8 dấu hỏi. Vẫn được. Rồi câu dưới này thì đối với SUMIF thì nó cũng tương tự luôn nha các em. Vùng điều kiện F4. Điều kiện một dấu sao ghép nối. Nhớ chuỗi thì đặt trong ngoặc kép AIR. Rồi vùng tính tổng. F4 Enter. Nhớ là dấu sao là đại diện cho một chuỗi ký tự và dấu hỏi đại diện cho một ký tự. Rồi, ngoài ra thì đây bạn dùng 8 dấu hỏi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Được. Cái nào cũng được hết. Rồi, các bạn sửa cẩn thận và ghi chú trường hợp như này giùm thầy. Và đối với trường hợp này nè, đối với trường hợp này nè bạn, nếu mà bạn không nhớ sao hỏi thì bạn lập cột phụ giùm thầy. Đó, lập cột phụ lấy mã phương tiện ra. Lấy mã phương tiện ra nha. Nếu trường hợp bạn không nhớ sao hỏi giờ thì bạn lập cột phụ giùm thầy để làm. Nữa, thao tác lại ghi chú lại khoảng 10 lần trên máy tính cá nhân. Rồi bây giờ tiếp tục nè, câu tiếp theo là trích lập mã phương tiện là AIR và chương trình là DL. Thì đây các bạn thấy là thầy làm thì thầy làm theo cách số 2 nha, thầy làm theo viết điều kiện số 2. DK bằng hai điều kiện thì AND. Rồi. Bây giờ điều kiện thứ nhất các bạn nó là cái gì? Là AIR, AIR các bạn là ký tự bên phải, các bạn dùng right ha. Right ba ký tự.
bằng cái chữ A, chữ Y, chữ R. Điều kiện thứ hai các bạn nó là gì đây các bạn? Mã chương trình là D N A, hoặc là bạn mã dùng mã phương tiện ở bên đây ha, bạn có thể mã phương tiện, người ta nói mã phương tiện thì bạn dùng đây. Rồi chữ A, chữ Y, chữ R ha. Rồi điều kiện thứ hai các bạn là gì? Có mã chương trình, nó là ba ký tự bên bên tay trái left, nó tức là đề bài cho sao thì mình cứ làm như vậy ha. Rồi bằng gì các bạn? Bằng chữ G N A, nó nha. Rồi sau đó bạn nhấn enter. Rồi đây là hai điều kiện nè. Rồi xong rồi thì bạn vô data advanced, bạn yêu cầu trích các bạn chọn copy show, chọn copy show list run, bạn dữ liệu quét hết bạn dữ liệu kể cả tiêu đề. Nó bạn quét từ tiêu đề là HTT nè, là A3 nè, A3 quét đến G8, điều kiện quét hai ô lập ra, vị trí trả về chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống, bên tay phải phía dưới trống. Ok. Rồi sau đó người ta yêu cầu bạn trích ra mã chương trình, số người, mã chương trình, vậy là số từ không xài, list chuột phải, delete, mã chương trình, số người, mã phương tiện không có. Rồi số người và phải trả. Rồi thì bạn thấy nè, thầy vừa làm là gì? Bạn cứ rút kích dữ liệu bình thường, cứ rút kích dữ liệu bình thường, sau đó ra đáp án xong rồi, ra đáp án xong rồi với đáp án có được, bạn xóa các tiêu đề dư, bạn xóa các tiêu đề dư nha. Bạn cứ rút kích dữ liệu bình thường, ra đáp án xong rồi với đáp án có được, bạn xóa cái tiêu đề dư nó đi, nó xóa cái cột tiêu đề dư đó ở bảng kết quả nha, nhớ xóa ở bảng kết quả. Rồi thao tác lại khoảng 10 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy. Rồi câu tiếp theo, trích ra MT số lượng trên 10 đồng thời dưới 17. Vậy bạn này điều kiện rút trích thôi, bên đây là thống kê. Rồi thống kê này thì thầy làm nhanh cái ha. Câu 5, thống kê có hai điều kiện nên mình người ta không thống kê doanh số ha. Mitsubishi Smithbus tại có hai điều kiện. Rồi thành tiền trước. Rồi bây giờ nè, các bạn lưu ý nè. Ở đây mình dùng là sum if earth ha. Tại có hai điều kiện. Sum đầu tiên tổng tiền là sum rand, các bạn quét từ G3 đến G11. Rồi. Ở đây các bạn có hai điều kiện loại sale hoặc mã số, bạn làm nào trước cũng được. Giả thấy giả sử làm mã số trước thì đây là vùng điều kiện 1. F4. Điều kiện 1 là G5 khóa cột công thức chạy xuống. Vùng điều kiện 2 là AT kiếm loại xe. Nó C3 đến C13. Rồi điều kiện nó là ONL4 khóa dòng công thức đi ngang. Rồi kéo qua phải, kéo xuống nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ chỗ cái điều kiện rút kích nè, trích ra xe AMT MT số lượng trên 10 và dưới 17. Nó loại xe nè bằng MT. Rồi điều kiện thứ hai là số lượng trên 10. Trên 10 nha, trên 10. Và số lượng nhỏ hơn 17. Enter. Và bài này không có đáp án nha. Data Advanced Copy Show List Run, bảng dữ liệu quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề, quét từ ô A2 đến G13, điều kiện quét hai ô lập ra, vị trí trả về chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok, nó không có đáp án, thầy không có nào thỏa điều kiện hết. Nó nên ra kết quả như vậy thì gợi nữa nha, không có sao cả. Rồi thao tác lại khoảng 5 lần cho máy tính cá nhân.
Rồi bây giờ câu 6 này, các em lưu ý câu 6 này, còn còn người ta yêu cầu cái gì nhỉ? Rồi. Cái hãng sản xuất, tên hàng, hãng sản xuất. Ok. Bài này là bài làm bữa trước rồi. Chỉ là ghép vừa ghi lại thôi chứ không có gì hết. Rồi tên hàng, hãng sản xuất. Đây, tên hàng nè, ghép hàng sản xuất, ghép hai cái hàm lại thôi. Không có khó khăn gì hết ha. Bằng tên hàng các bạn nó là H lớp cấp. ABC là ký tự bên trái led. Một ký tự. Trị dò xong quét bảng dò. Các bạn quét từ B18 đến E19. Trả về dòng 2 cách dò 0. Đó thì bạn sẽ ra được cái H lớp cấp. Ghép nối, dấu gạch đi cho nó vui ha. Rồi, ghép nối dưới này là V lớp cấp. Rồi, V lớp cấp, ký tự thứ hai. Ký tự thứ hai các bạn là value nè, mid nè. Đó. Ký tự thứ hai lấy một ký tự. Rồi, đóng value xong, trị dò xong quét bảng dò. F4 ha. Bảng dò các bạn là từ A27 đến B29. Cách dò 0. Enter. Rồi bây giờ value tại sao đây? Kiểm tra lại. Đây là value lookup ha. Value ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ hai. Ký tự thứ hai lấy một ký tự. Rồi đóng value lại, trị dò xong quét bảng dò. Đó, các bạn thiếu một đối số ha, thiếu một đối số là cột 2. Cách dò 0. Giờ thiếu một đối số nha. Nó các bạn chú ý nha, nó chỉ được ghép hàm lại thôi. Nó chỉ ghép hàm thôi chứ không có gì hết các bạn. Đó, tức là H lớp cấp ghép nối với lớp cấp. Đơn giá. Đây, đơn giá loại 1, loại 2 ha. Đơn giá loại 1, loại 2. Ký tự cuối cho biết loại hàng. Thì ở đây các bạn thấy là mình dùng H lớp cấp nè. Đó, ở đây mình dùng H lớp cấp nha. Đây. Bằng H lớp cấp. Trị dò các bạn đó là ABC ha. ABC là ký tự bên trái, các bạn dùng led nè. Trị dò lấy một ký tự. Trị dò xong quét bảng dò nè. Bảng dò các bạn là gì đây? Từ ô B18 đến E21. Từ B18 E21. Rồi if nè, nếu nè. Nếu cái gì đây? Nếu loại 1, loại 1 là ký tự value ha. Value right một ký tự. Ký tự cuối cho biết loại ha. Nó bằng 1. Nếu nó loại 1 thì đây là cột dòng số 1, 2, dòng số 3 ha. Rồi ngược lại là dòng số 4, 1 if, cách dò 0. Tại vì đây là chữ. Nó mình sẽ ra được cái đơn giá nó nha các em. Nó đây. Đây thì viết lại nè. H lớp cấp nè. Đầu tiên là trị dò nè. Bảng dò nè. If nếu là gì? Nếu nó lấy ra nó loại 1 nè. Loại 1 thì nó dòng 3, ngược lại dòng 4. Rồi thuế. Thuế này thì các bạn nó là gì đây? Thuế nè. Thuế, tỷ lệ thuế nè. Được chưa? Thuế, thuế này các bạn dùng VLOOKUP bình thường ha. Thuế bằng VLOOKUP. Rồi. Thuế thì VLOOKUP đây. Bằng VLOOKUP. Trị dò ở đây á, nó là 1, 2, 3. 1, 2, 3 lần nãy thì nói nó đời cho là ký tự thứ hai. Đó, ký tự thứ hai lấy một ký tự. Rồi, trị dò xong quét bảng dò ha. Bảng dò các bạn là từ A27 đến C29. A27 đến C29 trả về cột 3. Trả về cột, cột này cột 3 nha. Đây, cột 1, cột 2, tỷ lệ thuế nằm ở cột 3. Cách dò bằng là 0. Enter. Đó, đây là tỷ lệ thuế nè. Rồi. Tiếp theo nó là phí vận chuyển. Phí vận chuyển là 10% đơn giá nếu số lượng nhỏ hơn. Được chưa? 300. Ngược lại là phí vận chuyển bằng 20% thành tiền. Đó. Thì này các bạn thấy là nó hơi lấn cấn nha. Một cái là thành tiền, là một cái là đơn giá. Được chưa? Này thầy sửa là 10 phí vận chuyển là 10% với 20% của thành tiền. Nó nên điều kiện đây là if nè. Nó.
Đơn giá vận chuyển thì ở bài này á, nó có thêm một cái cột đơn giá vận chuyển nữa nên chưa hiểu. Cái đề đây đọc lại nè: phí vận chuyển 10% đơn giá nếu số lượng nhỏ hơn bằng 300 hoặc ngược lại là 20% thành tiền. Rồi ở đây các bạn thấy nè, đơn giá này đơn giá vận chuyển, nó đơn giá vận chuyển hoặc là thành tiền vận chuyển. Được chưa? Tức là cái này các bạn sẽ dựa vào, tức là cái này các bạn đọc quá, các bạn lưu ý giùm thầy nè, đọc các bạn coi chừng bạn nhầm nè, đọc kỹ nè: phí vận chuyển bằng 10% đơn giá, tức là đơn giá vận chuyển, và ngược lại là phí vận chuyển bằng 20% thành tiền, 20% thành tiền. Nó thì đây chú ý nè, ngược lại phí vận chuyển bằng 20% thành tiền. Nó 10% đơn giá. Đơn giá thì đơn giá vận chuyển. Được, thì cái này các bạn lưu ý nè. Đó thì ở đây nó có một cái if nè, nếu nè. Nếu cái gì? Nếu cái số lượng nhỏ hơn bằng 200, nhỏ hơn bằng 300 thì nó là 10%. Ngược lại là 20%. Nhân cho gì? Nhân cho thành tiền. Thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá. Đó, mà đơn giá này là đơn giá vận chuyển nha. Đơn giá vận chuyển hoặc là đơn giá này luôn tùy các bạn. Đó, tùy theo đề bài người ta cho, người ta sẽ nói rõ hơn, còn này nói nó không rõ ràng lắm. Được chưa? Thì bạn có thể là gì? Bằng bằng số lượng là nhân cho gì? Đơn giá vận chuyển. Được chưa? Đơn giá vận chuyển. Đó. Nhưng mà đơn giá vận chuyển bằng 10%, 20% thì nó không hay. Đó, nên có thể là gì? Nhân cho đơn giá này rồi nhân tiếp đơn giá vận chuyển cũng được, tức là tùy theo người ta cho đề nha. Còn này thầy sẽ làm cho nhân cho với cái đơn giá vận chuyển là H lớp gấp. H lớp gấp là đơn giá vận chuyển là ABC, lấy ký tự bên trái nè, led một ký tự, trị dò xong các bảng dò nè. Bảng dò các bạn là từ ô B18 đến ô E22, F4 trả về dòng số 4 ha, dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5 luôn, trả về số 5 luôn các bạn. Đó. Rồi, cách dò không. Enter. Thì cái đơn giá phí vận chuyển này là do người ta cho ha. Nó người ta cho cụ thể như thế nào đó thì bạn sẽ làm theo. Còn cái này người ta không lấy, nhưng mà thầy muốn muốn ở đây á là cho các bạn làm để củng cố thêm H lớp cấp, nên thầy nhân với gì? Nhân với H lớp cấp. Rồi, thầy nhân với H lớp cấp để mục đích là các bạn củng cố kiến thức các bạn thêm. Rồi, chi phí. Chi phí kho, nếu ngày bán nhỏ hơn ngày lưu kho, hàng lưu kho nè, cái này bài này các bạn sửa thành 22 luôn giùm thầy nha. Cái đây bạn sửa thành 22 giùm thầy luôn nha. Nó lưu ý chỗ này bạn sửa thành 22 luôn giùm thầy. Rồi, người ta nói nếu ngày bán nhỏ hơn ngày lưu kho thì không tính, ngược lại là tính mỗi ngày là 2.000 bằng if nếu cái ngày bán nó lớn hơn Dep 2022 tháng 4 ngày 25. Nếu lớn hơn thì bạn sẽ lấy gì đây? Lấy cái ngày bán này bạn trừ cho hàm Dep 2022 tháng 4 ngày 25 ra con số. Con số đem nhân với 2.000 ngược lại là 0. Rồi kiểm tra coi nó sai chỗ nào. Đây thiếu một ngoặc ngay đây nè. Này. Nè, nếu người ta nói rằng nếu cái ngày bán các bạn nè lớn hơn 25 tháng 4 thì bạn sẽ lấy gì? Lấy cái ngày bán này bạn trừ cho 25 tháng 4 ra con số, ra con số nhân cho 2.000. Ra con số nhân 2.000 và ngược lại là bằng 0. Ha, ngược lại là bằng 0. Rồi, câu 6. Câu này còn một câu là tính tổng nè, tổng tổng số lượng Sony. Sony là những ký tự bên bên phải. Ở đây các bạn có thể là dùng gì đây? Ở đây các bạn có thể dùng là gì đây các bạn? Này bằng bảng thống kê sum, tổng số lượng là sum if thì có điều kiện. Rồi, range là vùng điều kiện. Vùng điều kiện các bạn là gì đây? Đó, bây giờ vùng điều kiện. Rồi, vùng điều kiện và điều kiện ha. Rồi, vùng điều kiện thì là quét cái hãng nè. Thầy quét cái hãng nha. F4. Rồi, điều kiện phía trước nó là dấu sao. Đó, sau đó ghép nối với chữ Sony. Rồi, ngược lại.
là tổng số lượng là cột tính tổng. F4 Enter. Rồi, cái chỗ này thì thu nhỏ lại thì kéo xuống nha. Đây. Đó, nó sẽ ra cho bạn nha. Dùng dấu sao đại diện cho một chuỗi ký tự và dấu hỏi đại diện cho một ký tự. Rồi bây giờ rút chích nè. Chỉ rút chích là máy lạnh máy giặt thôi, máy lạnh máy giặt. Rồi mấy cái chỗ này thì thu nhỏ xuống nè để thầy kéo nha. Nó kéo xuống nè. Rồi này cũng kéo xuống nha. Đây. Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu bạn chỉ trích là máy lạnh máy giặt. Máy lạnh máy giặt ở đây các bạn không dùng sao hỏi ghép được nha. Nó mà viết phải điều kiện gì nữa các bạn. Điều kiện bằng O. Bây giờ để lấy được máy lạnh máy giặt. Máy lạnh máy giặt thì bạn dùng HLOOKUP bằng dò. HLOOKUP. Rồi ABC LED. Đó. LED một ký tự. Trị dò xong quét vùng bảng dò từ ô B18 đến E19 đến E19. Trị dò xong trả về gì đây? Trả về cột dòng 2. Cách dò không. Nó bằng gì? Nó bằng máy lạnh nè. Máy lạnh. Và ngược lại máy giặt. Nó hoặc là máy lạnh hoặc là máy giặt. Hoặc là máy lạnh hoặc là máy giặt. Rồi. Sau khi làm xong á thì mình vô data, mình advanced. Mình chọn ô copy to nha. List bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét hai ô lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Nếu đề bài ở đây lưu ý giùm thầy thêm một điều trường hợp mở rộng nè. Nếu đề bài nha, nếu đề bài yêu cầu á, nếu đề bài yêu cầu nhớ nha, nếu đề bài yêu cầu các bạn là gì đây? Nếu bị trùng nhau thì chỉ lấy dòng đầu tiên. Nếu bị trùng nhau chỉ lấy dòng đầu tiên hoặc là cách cho đề nó tương tự gì đó. Nói chung là lấy một dòng nếu bị trùng nhau gì đó. Thì bạn nhớ check vào require hoặc là record only, nhớ check vào require unwhere record only, unwhere record only. Ok. Rồi sau đó người ta yêu cầu bạn gì? Đồng thời chỉ trích tên hàng, hãng sản xuất, tên hàng sản xuất là cái này. Tức là mã hàng không xài thì bạn quét khối này, lít chuột phải bạn delete nó là. Rồi. Tiếp theo đơn giá số lượng. Đơn giá số lượng tức là ngày hóa đơn này không có, delete nè. Đơn giá số lượng rồi, ba cột này có không? Đơn giá số lượng là hết rồi. Nó thì ba cột không có luôn, lít chuột phải delete các bạn thấy. Nếu đề bài yêu cầu trích một vài tiêu đề thì cứ rút chích bình thường ra đáp án xong rồi. Ra đáp án xong rồi thì các bạn xóa các cột dư đi ở bảng kết quả. Rồi yêu cầu trích qua sheet khác thì bạn cắt cái kết quả bạn mới vừa xuất ra. Cắt cái kết quả vừa xuất ra đem qua sheet người ta yêu cầu. Đó thì đối với rút chích thì lưu ý giùm thầy, nếu đề bài yêu cầu trích một vài tiêu đề thì cứ rút chích dữ liệu bình thường. Rút chích dữ liệu bình thường, sau đó ra đáp án xong rồi với đáp án có được nha, với đáp án có được. Bạn xóa các cột nào dư đi ở đáp án. Yêu cầu trích qua sheet khác thì cứ rút chích tại sheet hiện tại, sau đó đem cái đáp án qua sheet người ta yêu cầu. Hết. Đó là phần mở rộng của phần rút chích dữ liệu luôn nha. Rồi, mời các em sửa vô thao tác lại khoảng 4-5 lần cho quen tay. Rồi bây giờ đề số 7 của người ta nói gì nè mấy em? Tên hàng rồi nhập xuất đơn giá gì đó thì làm theo thôi. Tên hàng với lúc cấp. Chỉ dò các bạn là mã hàng. Bảng dò. Bảng dò thì các bạn quét từ A17 cho đến B21 trả về cột 2 cách dò không. Ba cái này thì quá trời nó dễ rồi. Kéo xuống nha. Đơn giá nhập xuất ha, đơn giá dựa vào nhập và xuất. Rồi, bằng VLOOKUP. Chỉ giờ là mã hàng.
Chị giờ xong quét bảng dò. Bảng dò các bạn quét từ ô A17 đến D21. Rồi if nếu. Nếu cái gì? Cái ô nhập này nó bằng cái chữ X. Nó chữ nhập thì nó gì? Nó tương ứng với cột 3, còn lại là cột 4. Đóng hoặc if lại cách dò không, lý do đây là chữ ha. Rồi, nhẹ nhàng các bạn đừng nghĩ nó là gì đó nó cao xa lắm các bạn. Nó cực kỳ đơn giản luôn. Rồi trị giá thì bằng số lượng nhân đơn giá thôi. Nó trị giá thì bằng số lượng các bạn đem nhân cho đơn giá. Rồi, tiếp tục. Bạn yêu cầu thống kê, đây thống kê số lượng và số lượng xuất ha. Rồi, cái này thống kê một cái nhập một cái xuất thì bạn cứ làm bình thường thôi. Nhập thì làm nhập, xuất thì làm xuất thôi. Bằng sum. Có một điều kiện đó là sum if ha. Rồi, vùng điều kiện. À bài này các bạn có hai điều kiện nữa nha. Hai điều kiện sum if both. Đó là vùng tính tổng, thống kê người ta không nói gì, giả sử là thống kê trị giá nha. Nó thống kê trị giá vùng điều kiện. Ở xin lỗi, đối số thứ nhất của sum if là vùng tính tổng, đối số thứ hai là vùng điều kiện một. Ở đây các bạn nó là mã hàng. Mã hàng nè. Từ ô B4 đến B13. Rồi, điều kiện là ô mã hàng, khóa cột cũng được chạy xuống. Và điều kiện thứ hai các bạn là nhập. Quét cột nhập. F4 bằng chữ X. Đó, tại đây các bạn có hai điều kiện nha. Sẽ bằng kéo xuống. Bây xuất thì cũng làm tương tự. Nó xuất thì các bạn làm cũng tương tự luôn. Nó là sum fs nè. Đầu tiên là sum range. Đó, sum fs đầu tiên là sum range là vùng tính tổng. Quét cột trị giá nè, quét cột trị giá. Trị giá các bạn quét từ ô Y4 đến Y13. Rồi điều kiện cái này các bạn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mã hàng thì quét cột mã hàng. Mã hàng các bạn quét từ ô B4 đến B13. Rồi, điều kiện các bạn là A sao 26 khóa cột cũng phải chạy xuống. Điều kiện thứ hai đó là người ta yêu cầu xuất thì quét cột xuất nè. F4. Điều kiện đó là chữ X thôi. Rồi kéo xuống. Rồi câu rút chích. Chích ra mặt hàng được xuất. Được chưa? Rồi, làm điều kiện DK thôi. Bằng N. Đầu tiên người ta yêu cầu là mặt hàng được xuất từ ngày này đến ngày kia. Xuất thì bạn chọn ô xuất nè, bằng chữ X. Từ ngày này đến ngày kia bạn dùng hàm and nói, mà đây có hàm and rồi nên không dùng nữa ha. Rồi nói chung luôn đây. Đây của ngày xuất nè, ngày sản xuất nè. Nó lớn hơn 10 và đây nó nhỏ hơn 20. Enter. Data Advanced Capital Restaurant bạn dữ liệu, quét hết bạn dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét hai ô bạn lập ra. Vị trí trả về một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Không có đáp án nha. Xuất từ ngày này đến ngày 10 đến ngày 20. Ở đây các bạn thấy là từ ngày 20 đến 20 nè, có ngày 12 nhưng mà nó rơi vào nhập nè. Nó 28 nè. Đó, thấy không à? Từ ngày 10 đến 20 bài này không có đáp án nha. Đó, đó là cách mà bạn làm một bài toán nha. Đó là cách làm một bài toán. Làm từ từ, ghép vô từ từ. Rồi thao tác là dùng thầy. Và kiểm tra lại toàn bộ coi phần Excel có gì hỏi không. Rồi bây giờ qua phần Microsoft Access nha các em. Thì Access á, thì đây là giao diện của Microsoft Access trống nha. Đây là giao diện của Microsoft Access trống. Rồi, thì ở đây thầy chọn Blank Database. Rồi, lên bài thì đây Access có một cái ưu điểm á là bắt buộc các bạn phải gì? Phải đặt tên rồi nó mới cho bạn làm. Bắt buộc phải đặt tên Access file, tên file đó bạn lưu đặt tên rồi nó cho bạn làm. Chứ không giống như bên Word hoặc bên Excel, bạn làm đã đi bạn lưu. Được chưa? Nhưng bên Access là bắt buộc phải lưu đặt tên xong rồi mới được làm nhớ nha. Bắt buộc phải lưu đặt tên xong mới được làm. Đó, ví dụ như thầy ghi đây là học tháng 5. Cái tên đó, cái tên file của thầy là học tháng 5. Đó, rồi. Còn bạn muốn lưu ở đâu tùy bạn. Ở đây thầy lưu ở document nha.
Còn bạn muốn đổi địa chỉ hay lưu đâu đó thì bạn nhấp vô đây bạn luôn. Bạn đổi địa chỉ đó bạn luôn. Rồi, rồi. Thì đây là giao diện của Microsoft Access. Bạn quan tâm dùm thầy theo Rear để bạn làm table, query, form và report. Đó, bốn cái thanh công cụ đều nằm trong cái Rear. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cách đem dữ liệu vô. Đem dữ liệu vô nha, đem dữ liệu vô. Đó, thì trong cái gì external data. External data, nhớ dùm thầy export là xuất và import là nhập. Export nè, là nhập nè. Và export là xuất. Được chưa? Ở đây nhập. Thì thầy chọn new. Nó RAM file, dữ liệu thầy lấy là từ Excel. Dữ liệu lấy đem vô là Excel. Rồi. Browse. Nó lấy cái nguồn. Nhớ là cái file dữ liệu thầy gửi cho các bạn đó là file nén. Bây giờ bạn phải giải nén ra. Rồi giả sử thầy đem vô đó là bảng bảng khách hàng. Cái bảng đem vô đây là bảng khách hàng nha. Cái bảng Excel là khách hàng nha. Bảng Excel khách hàng nha các bạn. Ok. Ở phần. Rồi. Nó show hiển thị ra như vậy bạn chấp nhận được chưa? Được chưa? Thì các bạn cứ cởi nó. Đây. Đó. Rồi. Nét. Ở bước 2 này các bạn lưu ý nè. Bước 2 này các bạn quan sát nè. Bạn quan sát cái dòng đầu tiên nha. Cái dòng đầu tiên coi phải là tiêu đề hay không. Nó có nghĩa là gì? Cái dòng đầu tiên nó khác so với những dòng còn lại. Nó khác so với dòng còn lại. Thí dụ đây là mã khách hàng. Dưới này là K01, 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 K02, K03. Được chưa? Nên cái dòng đầu tiên nó sẽ là tiêu đề. Đó, hay là tên trường. Được chưa? Trong asset mình sẽ gọi đây là tên trường nha. Trên asset mình gọi đây là tên trường. Được chưa? Trong asset mình gọi đây là tên trường. Cái dòng đầu tiên là tên trường. Nên bạn check vào cái first row content column heading. Đó, cái dòng đầu tiên là tên trường. Nét qua. Rồi, bước này là bước chọn cái dữ liệu của nó, kiểu dữ liệu. Thì đối với kiểu dữ liệu thì các bạn ở bước này các bạn nhớ giùm thầy là bạn không chọn gì cả. Ở bước này nè, bước số 3 nè, bạn không chọn gì cả nha. Bạn nét qua. Rồi, bước số 4 là chọn khóa chính, đem dữ liệu vô, nhớ đem dữ liệu vô thì bạn đầu tiên á là bạn chọn không khóa chính giùm thầy. Khi đem dữ liệu vô thì công việc đầu tiên bạn chọn ở đây á là không được đặt khóa chính. Được chưa? Mà bạn hãy làm bình thường ra ngoài xong rồi á, xuất dữ, nhập dữ liệu được cái xong rồi. Rồi tới hồi sửa thì bạn mới đặt khóa chính nha. Tới hồi sửa bạn mới đặt khóa chính. Còn ở đây khi đem dữ liệu vô bạn không đặt khóa chính giùm thầy. Nhớ là không đặt khóa chính nha. Bạn chọn no remit key. Next. Cái bảng là tên là bảng khách hàng. Đúng rồi. Các bạn có thể đánh dấu là bình thường nha. Rồi, thì bạn đã đem được vô một cái bảng khách hàng. Tương tự những bảng còn lại làm như vậy. Ví dụ thầy đem thêm một bảng nữa cho các bạn. Đó, bảng khách hàng rồi. Bây giờ giả sử bây giờ thầy đem bảng chi tiết. Rồi, net. Dòng đầu tiên là tiêu đề, net, net. Không khóa chính, net. Bảng là bảng chi tiết. Finish. Đó, rồi bây giờ cái này sửa. Sửa thì bạn click chuột phải nè, bạn design view. Nó để bạn chỉnh sửa. Rồi. Còn nếu bạn muốn chế độ nhập thì bạn chọn option là nhập dữ liệu. Nhớ nha, option là nhập. Chỉnh sửa là các bạn chế độ design. Rồi bây giờ chỉnh sửa cái gì? Tức là chỉnh sửa theo cái đề bài người ta cho đây nè các bạn. Đó, chỉnh sửa theo người ta yêu cầu nè. Ví dụ bảng khách hàng, đầu tiên là mã khách hàng, data type là kiểu dữ liệu, mã khách hàng fuse 5. Mã khách hàng. Nó, rồi. Giải thích đây là mã khách hàng. Fill size các bạn đây là 5. Rồi thì hôm sau học thầy sẽ giải thích những cái đối số thông số này cho các bạn. Rồi. Rồi tiếp theo là tên công ty, test tên công ty. Fill size là 50. Rồi điện thoại, mã khách hàng xong, tên công ty xong, điện thoại khách hàng. Điện thoại khách hàng. Rồi. Fill size nó là 10. Rồi, input người ta ghi sao thì ghi như vậy, mở ngoặc ra 1 số 9, 2 số 9, 3 số 9, đóng ngoặc lại cách ra 1 2 3 4 5 6. 6 số 0. 7 số 0 gì đó, dưới 1 số 9. Enter. Đó, đọc kỹ cái máy số 0 đây. 6 số 0, vậy là dư một số 0, bạn xóa bớt một số 0. Đó.
6 số 0 và 1 số 9. Tức là người ta sao y chang vậy. Nè, test nè, so test nè. Rồi, tiếp theo nó địa chỉ khách hàng. Field size là 50. Địa chỉ khách hàng. Field size đây là 50. Rồi, tiếp theo các bạn nó là thành phố. Field size là 20. Rồi, làm xong thì các bạn view lại nè. Đó, view lại xong. Bây giờ đặt khóa chính, bạn lấy chuột phải, các bạn design view nè. Đặt khóa chính nè. Đó, các bạn chọn mã khách hàng. Tại sao biết mã khách hàng? Tại vì ở trong tên thường nè, thì cái mã khách hàng được gạch chân nè. Mã khách hàng được gạch chân nè, nên mã khách hàng đó là field size, là tên, là khóa chính. Đó, tức là cái tên trường nào mà có dấu hiệu đặc biệt hơn so với những trường khác thì đó là khóa chính. Rồi, nên cái gì mà khách hàng là khóa chính, bạn chọn khóa chính đây, view, yes, ở đây nó báo lỗi nè. Thì đây là một trong những lỗi mà các bạn sẽ gặp trong đề thi. Nó là gì? Index or replicate cannot contain a null value. Đó, tức là người ta nôm na là gì? Cái trường mà chứa khóa chính á, thì không được chứa những dữ liệu trống. Được chưa? Không chứa những dữ liệu trống. Rồi, thì ở đây các bạn tắt khóa chính đi. Bạn qua chế độ open. Đó, tại dữ liệu mà, dữ liệu open. Thì khi đó bạn sẽ thấy nè. Nó ở đây có 5 cái dòng nè, 5 cái dòng nó dư nè. Đó, ở đây có 5 dòng dư nè, bạn xóa, bạn nhắc delete. Hoặc là lấy chuột phải delete gì đó, nói chung là làm sao bạn xóa được thì xóa. Rồi. Đó, cái dấu sao này nè là cái cuối cùng nha, cái cuối cùng. Này không có xóa được đâu. Rồi bạn view nè. Rồi đặt khóa chính lại. View. Đó, đó là cách đem dữ liệu vô, sửa theo đề bài. Đó, sửa theo đề bài và đặt khóa chính. Rồi, các bạn thao tác lại.